Nhiều anh chị xem các công trình thi công sàn gỗ xong thì thường thắc mắc với Kim Hoa là hoàn thiện một công trình lát sàn gỗ mà chỉ trải có một lớp xốp trắng bên dưới á, làm lớp lót như vậy thì có đảm bảo được chất lượng thi công hay không? À, tại vì ngoài lựa chọn một dòng sàn gỗ chất lượng tốt cho gia đình thì lớp xốp trải bên dưới cũng đóng vai trò khá là quan trọng trong quá trình thi công. Vậy thì hôm nay hãy cùng Kim Hoa theo dõi video này để có câu trả lời nha. Xin chào các anh chị, lại là Kim Hoa, cô gái chuyên review sàn gỗ đến từ Cosmos đây. Anh chị nào mà mình quan tâm đến sàn gỗ hay là muốn xem thêm các công trình thi công chi tiết và các mẫu sàn đẹp nữa thì nhanh tay subscribe kênh của Cosmos Việt Nam để theo dõi những video hấp dẫn khác nữa nha. Công trình ngày hôm nay là thi công sàn gỗ xương cá cho một căn nhà vừa mới xây xong luôn, chưa có đồ nội thất gì hết trơn á. À, nên là khi thi công lát sàn cũng khá là nhanh và tiện luôn nè các anh chị. Nhiều anh chị cứ sợ là lát sàn xương cá sẽ gây rất là rối mắt, nhưng mà thật ra kiểu sàn này mang lại cho căn phòng cảm giác rộng rãi, sang trọng và lạ mắt hơn đó các anh chị. Bây giờ thì quay lại cái vấn đề lớp xốp được trải trước khi thi công sàn gỗ có đảm bảo được chất lượng cho công trình hay không nha. Hiện nay thì có nhiều loại lót sàn gỗ khác nhau, mỗi loại thì phù hợp với những ván sàn riêng và không phải sàn gỗ công nghiệp nào cũng có thể sử dụng xốp lót sàn. Lớp xốp được trải ra trước khi lát sàn gỗ có tác dụng là ngăn hơi ẩm từ nền nhà thấm ngược lên các tấm ván sàn, giúp ổn định mặt nền để khi chúng ta lát sàn gỗ lên sẽ có được độ chắc chắn nhất định, và lớp xốp còn giúp giảm tiếng ồn nè, cách nhiệt nữa đó các anh chị. Đối với những công trình có sàn xi măng mà nền đã được cán khá là phẳng rồi thì anh chị cứ sử dụng lớp xốp trắng và có tráng bạc như công trình ngày hôm nay thì cũng được ha. Còn đối với những công trình có sẵn nền gạch rất là phẳng và đẹp rồi mà muốn lát sàn gỗ để cải tạo lại không gian thì anh chị chỉ cần trải lớp xốp trắng lên thôi là đã cực kỳ yên tâm khi lát sàn gỗ luôn rồi. Với lại cũng sẽ tùy thuộc vào từng tình trạng riêng của công trình mình nữa. Tùy thuộc vào loại sàn gỗ mà các anh chị lựa chọn thì các anh thợ sẽ đưa ra những loại xốp phù hợp nhất cho các anh chị mình nha. Bước lót sàn trong khi thi công lát sàn gỗ công nghiệp là một việc khá nhanh và đơn giản. Tuy nhiên nếu như anh chị bỏ qua hoặc không thực hiện đúng kỹ thuật thì sẽ làm giảm chất lượng của công trình và tuổi thọ của sản phẩm đó. Có một số chi tiết nhỏ anh chị cần lưu ý khi lựa chọn lớp lót bên dưới sàn nha. Đầu tiên là nên chọn loại lót có khả năng kháng ẩm tốt, có độ dai để tránh bị rách nè. Anh chị không có nên sử dụng loại lát sàn quá mỏng hay là quá dày. Nếu mỏng quá thì sẽ dễ bị rách, còn dày quá sẽ làm mất đi độ chắc chắn của sàn gỗ. Và chúng ta chỉ cần một lớp lót sàn duy nhất thôi nha các anh chị. Anh chị lưu ý một vấn đề nữa, đó là trước khi thi công sàn gỗ công nghiệp thì cần kiểm tra nè, vệ sinh bề mặt nền. Nền nhà cần đảm bảo bằng phẳng, không còn gồ ghề và không có bụi bẩn. Nếu như dùng nước để làm sạch thì phải để sàn thật khô ráo để tránh tình trạng ẩm ướt nha. Đây cũng là bước quan trọng để có chất lượng hoàn thiện tốt nhất. Mà Kim Hoa chia sẻ nãy giờ anh thợ lát sàn cũng sắp xong công trình luôn nè các anh chị. Đây là sàn xương cá Cosmos có cốt xanh kháng ẩm và chịu lực cao. Anh chị nào mà thích lát sàn kiểu lạ mắt như thế này á thì tham khảo em sàn xương cá này nha. Ưu điểm của kiểu lắp sàn kiểu xương cá là mang một phong cách cổ điển phù hợp với đa số và hầu hết các căn hộ hay là nhà ở. Do cấu trúc xương cá khá là đặc biệt, giúp bề mặt sàn được chắc chắn hơn, chịu lực được bề mặt lớn và tránh tình trạng bị cong vênh do sự thay đổi thất thường của thời tiết nữa đó các anh chị. Anh chị có nhận xét gì về công trình ngày hôm nay không? Nếu có bất kỳ thắc mắc hay là nhận xét gì thì cứ thoải mái để lại bình luận ở bên dưới nha. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video. Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam. Cosmos vừa tốt lại vừa bền.